chuyện ngày hôm nay đuôi lại mình tiến lên cấy bá đuôi này, từ từ ông rồng này có hai chiều nhá, dê lùi ra ngoài, lùi lên, tiến lên nữa, tiến lên, à, tiến đầu. Thế nhưng mà từ từ ông ơi, anh ơi, ông này đang bị lỗi, ông này là nó bị mặt vía này, sang lấy ông này hay hơn, cho ông này sang bên này đi. Chào anh em nhé. Toàn thể anh em phủ chiến đấu trong đêm nay là phải xong, đang cấp tốc cùng anh em và anh em phủ đang bị vênh khuôn đào khuôn, anh em đang phủ ok rồi, lùi ra ngoài tí nữa, đẩy sâu xuống tí, bỏ tay cái đầu ra sao. Mình nha. Cho số một tỷ nữa. Tầm 2 phân nữa kìa. 2 phân nữa. Xong rồi. Buộc dâu kéo đít lại là được. Thế thôi xong. Tôi thật mà. Em chào chị Hồng Nguyễn nhá. Công việc mà chị. Đừng chống gãy ấy, chống gãy đấy, không chịu đâu. Buộc vào đít và kéo, đừng nghe em đi. Buộc vào đít này. Buộc vào đây này. Buộc vào này này, nó khóa và nó kéo nó mới khỏe, chống là không chịu đâu. Chống không chịu đâu, nghe em đi. Anh buộc vào đít, anh kéo một phát, anh không phải chống. Anh chỉ là mỗi ngang thôi, đỡ mất đi bao nhiêu công đoạn. Bọn em đang làm ép công trình nốt. Vì đêm nay là bọn em phải làm cho xong, không để mai được, bởi vì nhiều cái khó nói lắm. Lúc này bọn em đang sống còn lấy cái dây điện to của mình, bởi vì cái dây điện nó không đàn hồi, em hiểu không? Cái dây điện thoải mái đi, em chỉ luồn một sợi và móc ra là xong. Ok, em đưa toàn bộ cây to về. Em đang cố gắng tiến trình sớm, thật là sớm để làm. Được. Đây em đang trồng bông cây. Thực sự là rất là khó khăn, cực kỳ là khó khăn luôn, bởi vì các bạn nhìn đấy, các bạn nhìn cây ấy, nó khủng khiếp luôn. Trồng gấp trong đêm thì ban ngày chính quyền người ta gây khó khăn lắm, ủy ban người ta gây khó khăn.
đang cùng anh em bà con đang tập trung để làm hết. Anh Lam ơi, chụp lại những cái kiểu này nhá, để làm kỷ niệm. Anh ạ, chụp lại những cái ảnh đây để làm kỷ niệm. To lắm, người so với cây nó chỉ một bằng một cái khúc của cái cây thôi, chỉ bằng một cái nhánh của cái cây, người nó bé tí. Cây to lắm các bạn, các bạn nhìn người, người nó bé tí. Nhà rất vất vả. Anh em phủ thì đang dồn hết quân lực vào bờ kè nữa, tổng lực bờ kè xong xuôi. Cháu ơi, ra chụp cái mẫu cây đi, chụp lại và quay từng đoạn video một để lấy mẫu. Thế chụp lại những khoảnh khắc này, chụp lại các khoảnh khắc này. Đây là những cái khoảnh khắc của anh em phù. To mà rất là vất vả luôn, vì bây giờ nó thật sự là đền chùa thì không ai dám động vào đâu. Nên là mình cũng mong muốn làm sao chính quyền đôi phần khu vực này người ta tạo điều kiện. Bây giờ chắc là người ta cũng sẽ phải tạo điều kiện, bởi vì những người mà đập đền đập chùa thì có ai tồn tại đâu. Những người mà ra chùa mà đập đền đập chùa, chửi bới nói bậy ở đền chùa thì có ai tồn tại đâu. Anh ơi, vai đầu gãy xước bếp nhà này, anh lót vải vào. Vai đầu mai điều dưỡng gãy, lót vải nó vào. Đấy, anh không lót vào nhưng nó cương lên, mai nó gãy bếp nhà ra. Công việc thì ok rồi các bạn ạ. Vất vả 100% là vất vả. Đang cho anh em đón nhận làm lễ, bắt đầu đang xử lý hết cái cây này cho nó xong xuôi. Bây giờ là sang 1 giờ đêm. Công việc này mấy ngày là đêm mình bận lắm, ít live stream nhiều thì ngày nhiều rồi. Nhờ anh live stream và bọn em xem việc phủ làm để về. Rất là mong muốn là đối với anh em các nơi, các tỉnh miền tạo điều kiện sự hân hoan để đến với bề trên. Các ngài được về, đưa các ngài về đất mới. Tin đưa xuống. Rất là ghê các bạn. Rất là vất vả. Ok, có cái thuốc kích màu dễ rồi.
em đang đưa toàn bộ cây lên. Đây là những thước phim mà giá trị nhất của phủ trong thời gian này. Anh em tập trung vào chặt rễ đi em ạ. Lấy dao chặt đi. Chào anh Trần, vất vả lắm. Mấy anh em vào lấy mấy con dao đi Thành ơi, có 3-4 con dao ấy, lấy đi. Chặt những cái rễ phụ đi. Chặt nó gọn vào. Các bạn biết cây nó to như nào. Bạn ơi, lúc này là lúc đang tâm linh ấy bạn ạ. Đêm hôm thì tầm 12 giờ 40 phút đêm rồi bạn ạ. Thật sự các bạn là đừng hỏi lô đề trong lúc này. Phổ lúc này nó thật các bạn là vất vả lắm, mà tiền thì không có, công việc thì bế tắc. Cũng rất là cần sự hỗ trợ của anh em trên mọi công việc thôi. Anh em cố gắng thật sự là vui vẻ. Đây tôi nói cũng là tâm tình thôi chứ không phải là mục đích gì với anh em. Chặt hết những cái bị dập đi. Cái rễ dập chặt hết đi. Đỡ thối rồi đỡ bị hủng rễ. Anh Nam ơi cố gắng. Anh Phương Lý ạ. Các anh em ạ cố gắng. Em cũng hết tâm hết lòng với bề trên cha mẹ. Mong muốn ước nguyện là một ngày nào đó phủ là sớm hoàn thiện để bà con được nhờ, bà con đỡ vất vả. Ra lúc này bao nhiêu anh em tâm đức là đi vào làm cho bè trên, các ngài cũng đang giao phó cho từng người một để làm. Đây là cũng là cái duyên thôi. Đây là những cái duyên mà được bè trên cha mẹ gieo duyên cho để mà làm. Bọn em thì cũng không phải là sung sướng gì để được cái gì hay cái lọ cái kia gì đâu. Chả ai muốn đêm hôm mà bây giờ phải làm như thế này. Cái này là ngày nhất là vì ông, vì các ngài mà làm. Cái này là chỉ được đào lông thôi, vì nó là dòng này là phải trồng lông, không trồng sâu. Trồng lông thì còn tồn tại, trồng sâu là úng rễ. Bởi vì cái này là mình xây một cái bệ to. Mình còn ủ đất lên rơi vào tầm 2 mét nữa cơ mà. Từ dưới chân lên nó là tầm 2 mét. Nên là nó là một cái bệ to lắm. Rất là cần anh em. Rất là mong muốn anh em thực sự là trăm duyên không bằng trăm lối, mà trăm lối không bằng trăm về. Đó là một cái... Cái này mình trống để cho cây ăn bám. Cây ăn bám dần dần mình lấp đất vào xong bắt đầu là mình vất màu, đất màu vào xong mình bón với cát. Mình nhồi nó vào xong mình xây lên, nó rơi tầm 2 mét sẽ ôm. Và mình sẽ phải trống cái cây này trong vòng ít nhất là phải 3 tháng, 2 tháng. Trống bằng cột sắt, trống xuống. Khi trống xuống rồi thì bắt đầu mình cũng ấy. Và đây là một đội quân khác. Bởi vì cái này yên tâm đi, anh em cũng là chuyên gia về cây, đang ở đây là trực tiếp là trồng cho, không phải ngại. Bởi vì về lý thuyết anh em là phải phơi 3-4 ngày, nhưng vì công việc thì không thể được phép 3-4 ngày.
phơi, đâm ra là bắt buộc là phải nhổ ngay và làm luôn. Thì bây giờ cũng đang làm, là các chuyên gia đang làm. Đây là cũng các anh lớn ở phủ cũng đang làm thuyền dâng ông lớn. Có đầy đủ hết luôn các bạn ạ. À, các anh... Ủa cái này là mày bắn bằng bìa mà anh? Bắn bìa mà anh? Bắn làm gì? Cái này anh bắn bằng bìa cứng vào. Anh cần bắn bắn trực tiếp vào tre mà. Thế cần gì phải dán cái này? Dán này lãng phí thì anh... Xong cái này anh còn phủ bìa đấy. Chứ bây giờ mà anh dán cái này lùm bùng như này làm sao lấy tông mặt được phẳng được. Đừng dán này nữa, phí đi anh ạ. Anh ạ, đừng dán nữa, nó phí đi. Bởi vì tí nữa mình phủ cái lớp bìa lên đây, mình bắn ghim mà. Súng bắn ghim mà. Bìa cái này không thẳng, nhưng mà cái giấy lại cũng không thể thẳng được. Bìa mà nó cứng hơn. Nên cái kia là mình bắn trực tiếp. Cái kia là trước làm là mình bắn trực tiếp vào tre đấy. Đâu? Cái lưng này là mặt này mình bắn bằng giấy đấy. Em làm em bắn mà, tay em bắn em nhớ. Sau đó là anh mới dán giấy tiếp vào cái lèn kia. Tí anh bắn như giờ em mà anh dán đây, tí anh bắn kiểu gì? Anh che hết xương anh bắn kiểu gì? Dán cái này nó còn 3 lớp. Chứ không phải. Cái này ý em nói cái này là mình không ấy, nhưng cái này là mình bắn. Bởi vì tí anh dán cái này vào thì anh bắn kiểu gì? Nhớ ra được. Anh dán cả đáy ở từ trong này nhá. Nhá, anh ạ. Ừ, đúng rồi. Nó đang ướt bây giờ dán được luôn đấy. Chống ngang và chui vào và mình dán luôn. Mình đang làm cho ông cấp tốc luôn. Rất là vất vả. Anh em xa gần đang tốc chiến bởi vì việc của phủ tầm này rất là bận. Việc thì nó nhiều. Việc này rất là nhiều luôn. Cố gắng em hay làm đêm luôn cho nó đỡ vất vả. Sáng mai lại phải dậy sớm một phát nữa. Vì đêm nay là đêm cuối cùng. Chúng ta chỉ còn cơ hội một đêm tiến biển. Vất vả mà anh em, đây là những công việc mà được nêu trên, cũng chả dối gì, chả dánh gì. Nên là cũng là công việc thôi. Anh em là có duyên thì về phủ chơi thì cứ về chơi. Anh cầm em. Dây cho mình đi. Đợi làm lần phát chặt. Lấy dây em ạ. Dây rồi, xong rồi có dây rồi.
Vào luôn nha. Xem thử là điên này đo vào đo thì bắt cột này trong đầu tiên bao nhiêu hoa nó cũng một tuần đấy. Thôi được rồi, à về đi, không cần lo nữa, đêm rồi. Cái làm cái này là chuẩn luôn mà. Đấy chưa? Đấy, đúng chưa? Đúng rồi, chỉ nhìn một cân ăn hàng. Con này là đang dài hơn, không sao cả, mình đi bật ngang đôi chút là nó bênh 2 phân, 3 phân bình thường. Mình ở đây là
chơi hẳn dòng kim cương ba dòng xi măng cũng nhiều. Bên sau khi xây dựng xong là sẽ xây một cái bố chôn luôn như thần dưới của. Anh đo chứ. Anh đo cái chân này. Cái này dài thì cắn bên kia, bên kia còn bên này cắn bên này. Sông có lúc mọi người đứt khúc các bạn nhá. Anh em ra bắt đầu dần dần là đang ok. Ông rồng này xong xuôi sẽ đến hai ông nghê. Sẽ đến hai ông nghê. Hai ông nghê nữa, hai ông nghê này sẽ phun nửa luôn. Nghê Việt Nam hết. Tôi không chơi nghê Trung Quốc mà sẽ chơi nghê Việt Nam. Vì đất nước Việt mà, nên chúng ta phải làm bản sắc bản tộc người Việt. Và sẽ cho thợ đắp chuyên Việt luôn. Và trong ngày hôm nay là đêm nay là chúng tôi sẽ phải làm cấp tốc. Trong những cái khuôn khó nhất, những ca khó nhất là chúng sẽ xử lý. Cũng đang cấp tốc tất cả công trình cùng anh em các nơi đang dồn hết vào để làm cho xong. Bởi vì việc phủ ngày là quá là cập dập rồi. Nếu như chưa xong sáng mai tôi sẽ phải làm tâm linh tiếp cho mọi người. Cùng các em đang tốc chiến làm, đang dồn hết các quân bài quân vị vào để làm. Các em đang cố gắng. Béo ơi, tí xuống nhặt hết cái rễ lên nhá, đừng để nó thối ấy em ạ. À, sao rồi, tiến trình đến đâu rồi? Cái cây liền sẹo đâu em? Cái thuốc liền sẹo đâu? Em muốn lắm nhưng mà nhiều vấn đề lắm. Nhiều vấn đề, em chào chị Hồng nhá. Đang lo lốt cái phủ cho xong đây chị ạ. Bởi vì mình bắt đầu là ok rồi. Cái này là chỉ cần tầm một thời gian nữa thôi là nó sẽ đẹp khủng khiếp luôn. Em sẽ làm nó đẹp không ai chê được. Là nó sẽ ok hết. Tất cả là sẽ được mọi việc là êm xuôi. Bởi vì công việc của em bây giờ là những công việc mà bề trên giao cho em là em đã làm được nhất cái tâm được ok. Chị ạ. Trên đấy đợt này em sẽ lên Điện Biên, em sẽ làm nốt cái con sơn, làm cái lan can cầu thang cho bà đó. Cầu thang cho bà đó là ok luôn. Sẽ cố gắng làm nốt xong bắt đầu là hoàn thiện và đưa toàn bộ quân của phủ lên làm. Chắc là trong vòng nửa tháng là xong. Nửa tháng là xong. Em cùng bà con ở phủ mà thức hết cả đêm nay luôn. Bởi vì ngày mai 26 là chỉ dọn dẹp thôi. Dọn dẹp san phẳng hết cái mặt bằng này và giả hiện trạng lại ban đầu.
Này, chú cầm. Mình vượt lên cho khán giả xem.
đi từ 94 mới biết trình rượu đầu tháng. Ghê gớm nhỉ, phải nói là ghê gớm. Không, không, à cho đèn led vào được, cứ từ từ từng lớp một em sẽ làm hết. Anh em mình không có gì không làm, trên thông tin văn giấy tường địa lý cái gì cũng chẳng làm được, có gì đâu mà chúng ta cũng làm. Bình thường là phun nữa, nếu mà có cước đến thì nó cũng có đi như này lớn rồi. Các anh em nhìn thấy là nó là đẹp chưa? Bây giờ nhảy nhá, em bảo này, cái trụ này có cần phải đưa đôn lên chân nữa không? Cho gạch cao lên một lớp gạch nữa. Đúng rồi, không, cái trên là không nói gì. Những cái dưới là có cần phải cho lên một lớp gạch nữa không hay để nguyên như thế? Nếu để như thế thì phải xây hai cái bằng nhau, cho một lớp lên, không thì phải bắn bằng mặt đi. Theo em bánh bằng mặt đi thì nguy hiểm lắm. Tốt nhất là mình đôn cao lên tí để cho cái chân. Đúng rồi, đúng rồi, xong mai mình khoanh tròn nó vào nó dễ lấy. Đúng rồi, trên đặt cung sen đấy là đẹp, hai đợt này rất là đẹp. Nó đẹp lắm, bởi vì cái này là tay vịn nhá, còn hai ông nghê kia sẽ để bên kia, để nó cao lên tí, để bên chỗ này, hai ông nghê sẽ để chỗ này vào phun nước ra. Khoan dưới là cây dâu đó. Không, 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 không. Đặt dưới chân mém. Bây giờ em cho gạch cho hoa rồi đó. Cho dưới chân mà. Cho dưới chân này. Đọc đấy. Không điên nào. Điên mấy mấy cái bò ấy. Cho xem nào. Cho bóc tép nó xấu đẹp tí đâu. Đưa vào. Đưa này vào. Không, cái bầu trên là nó ngược lại. Cái này là về chân của nó nhé, là cái đầu tròn là phải trên nữa. Anh có hiểu ý em nói không? Cái đầu, cho cái đầu tròn vào cái đẹp. Cho cái đầu tròn vào đẹp. Không phải đâu, không sợ đâu, không ai nhìn thấy cái này. Vì cái kia là mình làm ngược lại, vì mình để cái trụ kia, anh có hiểu không? Chứ còn cái này nó phải là đúng như này thì mới nhìn được, không ngửi đâu, vì cái này em làm biết mà. Đấy, ok, đẹp rồi em ạ, không phải chê đâu, không phải tính tiền đâu. Bây giờ nhá, là khoan cái này dưới, khoan cái này dưới, chèn gạch vào, quay cái chân đế vào, đổ một phát bê tông thẳng căng xuống, đặt trên kia luôn xuống, nhưng mà để cho nó đứng thẳng căng, lấy máy cắt, cắt hết cái máy sắt này đi, còn cái nào mà nó vào trong ống hắn để, còn không thôi mà không vào được không, bốn cái này nên lấy kia cắt hết, cái sắt kia cũng cắt hết, cắt sát vào, cắt nó vứt đi, không để làm gì cả. Chỗ này á đứng xây luôn, còn nào rỗng chỗ này á xây luôn, đổ bê tông luôn, đêm nay đổ luôn, tí đổ luôn, mai là không phải động một cái gì tất cả, mai nước lên rồi không làm gì được, mà tối mai làm nữa thì một cười, mình có làm trong đêm nay xong hết không thôi, thế thôi là quan điểm em ấy. Nếu như làm đến sáng cũng được, phải làm cổ trưa mai dậy, vì sáng mai nước lên mà chả làm cái gì cả, chỉ có tốc chiến thời điểm này thôi. Sáng mai là chỉ có dọn dẹp hết tất cả, trồng cây cối, cầm cây cối trồng về, dọn dẹp lau chùi sạch sẽ có.
cây, lấy cái đống cây lan nhà mình ra trồng nhất mà ươm nó lại ngoài này. Bây giờ đưa ra ngoài này anh em còn trồng được. Không phải để các anh em ngủ, còn để người khác, anh em trước những người đâu, mai khách xuống đông. Thì nhờ mỗi người một tí, một công một việc. Mai một số cây người ta đưa những cái cây to, cây bonsai người ta đưa xuống nhiều. Tất cả là bây giờ tập trung ở dưới này, bởi vì mai nước lên là không làm được. Bây giờ cái kia sáng mai mình đắp được, mà đêm nay mình đắp được, làm tí đến sáng được. Trưa ngủ đến trưa dậy. Thế thì cố gắng nằm. Em hiểu rồi, bây giờ nhá. Bây giờ là cố gắng làm sao mà hai cột này thôi. Cố gắng dồn vị vào hai cái cột này nữa thôi. Dồn vị hai cột này đi. Trước mắt là mai nước nó lên. Khi nước nó xuống tối mai mình đổ cái kia, đổ cái tông luôn. Là xong. Coi như là không còn cái vị gì cả. Chiều mai là chiều mai là còn một số anh em xuống nữa, thì em sẽ cho lau dọn hết cái hành lang này, hai bên này. Dọn ơi được rồi, ok. Theo anh cột trụ đặt ra thử sang hai bên tí xem có được không. Đi đặt sang bên cạnh nhà hông anh em. Ừ đấy, ừ đặt thử ra xem. Anh thấy nếu như nước nó vào thì nó vào sen. Nó điêu điêu á, trông nó khắm lắm. Đấy, cho sang tầm 30 cm. Bỏ gạch đó. Bỏ gạch ra cũng được, để tạm mém. Anh để sang bên này. Cho sang lưỡi. Lưỡi đi, 60 cm đi. Ừ, cho ra hẳn ngoài. Đấy, ok. Đấy, nó chỉ thế. Nhưng mà đưa quá là sâu lắm, đưa vào tí. Ừ. Đây, đưa vào tí. Đấy. Ok, đây, tầm đấy, ok. Ừ. Đấy. Em chỉ đặt hoa sen này, đúng rồi. Như mày đặt hai bát đây là nhìn cân đối. Ok, đẹp đấy. Ờ, nhìn nó rộng này, hợp lý hơn. Được, ok. Ok, đẹp. Không chê được. Cuộc đời là không còn cái gì để mà tươi bời. Quá đẹp. Nó phun, ông rồng nó phun là không bị nước nó đạp vào sen. Thôi rồi, cứ thế. Kệ mà. Sen ngập. Em chưa ngủ, việc phủ bây giờ đang rất là bận. Phủ bây giờ thì đang phải cố gắng. Anh em bây giờ tốc chiến, em đang điều hành toàn bộ. Số anh em mà phủ bây giờ đang ép toàn bộ cái công trình cho xong. Mấy đồng chí buồn ngủ, đồng chí ngủ thì về phủ ngủ. Về phủ cho ngủ, sáng mai xem cũng được không muộn. Bởi vì sợ hôm nay chú chắc đã làm được tâm linh, bởi vì cây cối này mới toàn bộ mình đang điều hành, chưa chắc là mình có thể mình xem được bói hôm nay đâu. Ngủ lấy sức sáng mai tầm 10 giờ mình xem cho. Ừ nhỉ, ừ, chết chứ. Ghét nhất là xem bói. Mẹ cứ gọi xem bói. Xem tâm linh chứ. Còn xem bói là lại bị chửi ngay thôi. Con máy xúc nó bị hết pin nên làm sao ấy. Tao mua pin con thỏ cắm vào xe xúc khẩn chưa? Để tao xem nào. Cát là đéo đủ rồi. Nhưng mà không lấp nhá. Phải nhặt hết cái này nhá. Cho lính anh em phổ ấy nhặt hết cái này ra. Ba chạc cái mặt này ra ngoài cây là đẹp, ra ngoài đường đúng mặt này, quay ngoài đường đẹp mặt này nhá. Nếu cần thiết anh em đào tay, nếu xích
xích chưa ra được. Chèn thì hiện giờ là cây này là không được chèn, không được chèn, mà mình chỉ đặt xuống, mình đào 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 chỗ nào tầm lõm để nó đặt nó đứng chưa leo, vẩy cát vào mới đất vào, vẩy tí một thôi để 4-5 ngày nó vẩy dần. Đấy. Không cần máy xúc đúng không? Không cần máy xúc. Vậy giờ chỉ quét cái này thôi. Bây giờ cái mặt này, mặt cây này em cho quay ra ngoài. Cho ra ngoài đường. Đúng rồi. Cái thế mặt này đẹp nhất. Để anh quay sang ba góc nữa. Không, không, không. Bên này nó không thể đẹp ở ngoài kia được. Phải quay mặt kia. Nhá. Thế là mặt này lưng rồi, bởi cái góc tam giác. Đúng rồi, cái mặt phía ra là hai cành này ra đây, còn cành này sẽ đi vào trong nhà. Đúng rồi. Đúng rồi, ok. Nhá, thống nhất nhau thế. Ok. Cố gắng anh em sao trong thời gian này. Phủ đang cần việc thì ông đã giao cho rồi thì phải làm đêm làm ngày cho nó xong thì. Chống bằng 3 cây, 4 cây, 4 cây là hay nhất. 4 cây thì nó đủ thế, nó khỏe, nó ghi. Nó rằng bo. Rất là căng co. Tình hình là hai chị gái nào để hẹn mai đi. Đêm nay là phải dở việc rồi. Nghe em đi. Mình ở xóm phố khu vực này để mai đi. Ừ. Chị gái nhé. Nhá. Yêu em tí, tầm này em đang điều hành. Nhá, phải yêu em tí. Anh là anh cùng với vợ đúng không? Anh phải về luôn trong đêm nay hay gì? Anh phải về luôn không? Mai về gì? Thế thì về phủ ngủ đi. Sáng mai 10 giờ mình làm. Ra ngoài là mình sẽ làm. Nhá. Có những người nào người ta phải về ngay. Như cái đội này người ta phải về ngay. Là phải về. Vì người ta có xe người ta về ngay. Còn đây là thành phần này là thành phần người nhà. Ở ngay Hải Phòng. Đấy. Còn như vợ chồng cần về phủ, tôi sẽ đưa vợ chồng về phủ ngủ. Ngủ đi, sáng mai mình sẽ làm. Bởi vì bây giờ mình không có mặt ở đây là mình rồi. Cậu ở đây, còn ở đây bao giờ cậu về? Còn ở được thì xác định là về phủ ngủ đi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho. Thế còn cần cô Điện Biên với cả mọi người. Cháu ơi, em về sắp xếp chỗ ngủ mấy vị khách đây cái. Đây. Không, có xe đàng hoàng đưa về. Để cho một số anh em đưa mấy vị khách này về phủ ngủ. Mình sắp xếp đi. Ông Hòa đi ô tô lái mấy vị khách này về phủ cái. Hô anh tí nhá. Chạy hô anh nhá. Cố gắng trên công việc thánh dễ gánh việc trần. Mọi việc bề trên cha mẹ sắp xếp sẽ được ổn hòa. Tất cả đều được may mắn, được mẹ, được cha, được bề trên giao cho để làm. Và mọi việc thì chắc chắn là nó sẽ thành công đấy các bạn ạ. Giới thiệu anh em nhé, người đang cắt đây là thằng này là Minh Khất anh ạ. Thằng này là Minh Khất. Nếu như các bạn gọi Minh bình thường nó đấm vào mặt các bạn ngay ấy, mà phải gọi là Minh Khất. Mày chạy lên kia bảo anh em bôi thuốc liền sẹo vào các rễ cây cắt đây. Cẩn chưa? Đấy là chào Thu Quỳnh nhá, em đang lò mò tí. Rất là vất vả. Cả đêm cả ngày làm cật mặt ra, bục mả ra. Các em, các anh ở đây không được nghỉ một cái gì cả, phải làm bởi vì giao phó của ông lớn giao cho, đâm ra là áp lực vô cùng luôn.
áp lực ngày 27 mà phải làm, không làm không được, còn không bừa được. Em Dương xe limousine, cảm ơn em Dương nhá. Chào Long Bạch nhá, 27 về phủ nhá. Ok nhá, chào Thúc Bình nhá, mình nhận được rồi. Ngay công việc thì nó đang cấp rút ra việc, việc nó quá là cấp rút luôn, bởi vì các anh em mà ép hết các công trình phải phải cật lực, tất cả là vì ông hết. Các anh em lớn ở phủ cực kỳ là vất vả, người ta gọi là làm lính có công làm đồng có phép, thì đây là các đại ca đây làm còn hơn cả chó húc mà, thì thẹo mày nghĩ là được ăn sung mặc sướng nhưng mà có được cái gì đâu. Còn đi thẹo làm cận mặt. Em bảo đây, đại ca, từ từ em bảo đây. Chỗ này nhá, là đại ca bắn cái mực nước, bắn cái mực. Và đại ca cho em chỗ này này, tạo một cái gờ điểm. Em hiểu ý anh đó. Tạo một cái gờ điểm, ví dụ như đến đây, cho nó gờ điểm, xây ở đây, đặt cái trụ lên. Anh ra anh hiểu ý anh đó. Đấy. Để cho nó có cái gờ điểm. Nó chỉ bằng viên gạch, bằng viên gạch. bằng thế 10 giờ. Còn một số khách mà ở Điện Biên với ở cái ở Điện Biên với cả cái cô Hà Nội mình giúp được ngay, bởi vì người ta phải về ngay mà. Thế còn cái người nào còn ở phủ thì cứ để hoãn lại, sáng mai giải quyết hết. Ok em sẽ cố gắng thôi, bởi vì rất là vất vả. Vì bây giờ nói thật với anh em là nói thì rất là khó nói nó khó hiểu lắm, mà lúc này thì hoàn cảnh phủ thì nó là cực éo le rồi. Ngày mai lúc về muộn hơn tí. Mày đi xe ô tô ra về tao đón mày. Ồ cái thằng này. Đang rất là vất vả. Không được, 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 không. Tầm nó qua hẳn cái viên gạch đi. Đặt cái trụ ngoài này, ở tầm này. Đưa cái trụ ở đây. Đấy. Đấy, để tầm đấy là đẹp nhất anh ạ. Nó thoát được tầm ra. Nó thoát được tầm ra. Anh hiểu ý em nói. Tức là nó khi nó xả nước xuống nó không bị vào sen. Khi nó xả nước xuống nó không vào sen. Để như này mới là đẹp này anh ạ, để như này mới là đẹp này, để như tầm này là đẹp này. Trông nó bệ thế.
đo ra đo đàng hoàng em ạ. Ra nhiều. Em ra ơi, ra nhiều đấy. Ra nhiều đấy. Em đo cẩn thận đi. Ừ đấy, em cho vào, mét vào chạm vào. Cho nó vào. Nhưng mà ở chỗ này là ý anh ở đây là cho một lớp bê tông. À một lớp xây anh hiểu không nó. Nó bằng tầm này. Nó gối lên trên mày. Đấy. Đấy, để nó vào cái sen này. Đúng rồi. Cái này không, cái này là vuông lên anh ơi. À ô coi thước này đỉnh quá. Thước này thì sợ quá. Thước này thì ghê rồi. Các bạn thấy tất cả những ông nghề này thì ok hết mà. Tất cả là vì ông lớn hết. Em cũng hy sinh vì ông lớn. Từng ngày một em phải làm. Thôi thì nó là cái duyên số, là cái nhân lợ thôi. Em phải lo. Giờ là phải gánh vác hết tất cả những cái việc. Hơi vất vả tí. Cô ạ. Vất vả một tí cô ạ. Cố gắng lên. Thực sự là lúc này rất là muốn giúp mọi người ngay nhưng mà không thể giúp được. Anh Giai nhá. Nhá. Yêu em tí. Sáng mai về kỷ niệm với đại ca bộ tun. Ô anh không cắm dâu lên là mai là khó cấy dâu vào đấy anh ạ. Đại ca. Vất vả lắm, anh em đã xem chứng kiến tất cả công việc ở phủ. Cả nhà vất vả tí nhá. Cả nhà vất vả. Các cô nhỏ buồn ngủ lên giường ngủ. Ngủ tạm. Ai buồn ngủ lên đây làm tạm. Nghe em đi. Cứ gác tạm đi, ngủ tạm đi. Quen đây thức đêm rồi. Đấy, ok. Đó. Duyên mà. À, duyên cơ mà. Em ơi, tưới kích dễ chưa? Tưới kích dễ chưa? Bôi sẹo chưa? Xong cho anh em nhặt hết cái cây vụn đi ra. Cần thiết anh Sinh anh ấy chấp vào cái đầu cây anh bẻ cho. Rất là căng. Tất cả là căng co luôn ấy. Trận chiến này trận chiến gay go ấy. Không phải đơn giản. Các anh em mà đang vất vả. Các anh em là rất là vất vả. Chiến trong trận chiến này. Và từ đó ngày mai là trước khi làm là mình phải quây kín. Để không để cho nó nước nó vào rễ cây nó úng rồi chết. Để mưa Hải Phòng thì đang mưa to lắm. Hải Phòng thì đang mưa nhưng cầu mong là bắt đầu từ ngày mai là trời không mưa nữa. Anh để chiều mai trồng, anh để trong 4 ngày mới trồng chứ không trồng ngay. Tức là anh cứ để nguyên rễ đấy. Anh sẽ để nguyên rễ đấy, anh không trồng. Mà anh sẽ để nguyên rễ đấy. Rất ghê luôn.
tất cả tổng lực là ghê chiến luôn đấy. Em được một cây rồi, còn một cây nữa. Nhưng mà tình trạng là phổ rất là căng. Phổ bây giờ là căng lắm. Sao vậy chị? Nó bây giờ phải đào hố góc cái sâu không? Không, cái thôi, bây giờ phải đào sâu rồi. Dạ. Thế bây giờ nó nghiêng như này, bây giờ xử lý như nào? Rồi. Rồi đợi gì? Đợi gì? Cắt. Bình ơi, bỏ lấy cát cho vào. Thành nha, lấy cát hắn cùng vào. Lấy sảng lấy cát hắn cùng vào. Vất vả lắm. Công việc bây giờ thì rất là cần. Anh em bây giờ rất là cần. Cây ok rồi. Đang chỉ là trống thôi chứ không lấp. Bình ơi, Thành ơi, Thành ơi, chỉ lấp cái chỗ mà nó bị nghiêng thôi. Nó không nghiêng đâu mà, trống nghiêng thôi, chỉ cho đứng cây đã. Cho đứng cây. Cây nó hơi bị nghiêng về bên kia. Thành ơi, Thành phải xoay cây tiếp ấy. Bao nhiêu tiền của không biết bao nhiêu tỷ rồi đưa vào đây rồi. Ghê. Cây này đẹp quá trời chị nhờ. Chị nhờ. Đẹp long lanh. Đẹp lắm, thế đẹp lắm. Điều mơ ước của mình cho bà con ở phủ là một cái sân rộng để ngồi thiền ở đây. Một cái nơi ngồi thiền. Bà con ở phủ sẽ được ngồi thiền. Một điều mơ ước của mình sẽ thành thực rồi. Và cũng rất là mong muốn những cái mà cuộc sống ấy tự dưng là mọi việc này, nó sẽ có những cái tốt
mà đến với phủ trong những thời gian khó khăn này. Phủ bây giờ hoàn cảnh thì cũng cực kỳ là ngặt nghèo khó khăn, và các anh các chị ở đây đều là những người có tâm. Hoàn cảnh mỗi người có một cái khổ riêng, tại sao các anh chị lại đến đây làm những cái việc mà phúc đức như này đều có lý do của các anh chị hết. Các anh chị ngày hôm nay đến với phủ cũng là cái tâm giao, lòng thành kính, cũng được bề trên cha mẹ chọn lựa đưa đẩy đến để làm, và cũng rất nhiều người xa người gần để có duyên vào phủ. Anh em ạ, vất vả anh Giai à? Anh Giai cố gắng, Phật Thánh sẽ vô phô độ trì cho các anh, và cũng nhờ ơn Phật Thánh gia hộ cho phủ để có những người con, người em, người anh từ xa từ gần họ có những tấm lòng gửi những giọt dầu nén nhang. Tức là mình nói việc này, phước đức để đời là những chuyện xây đình, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức đấy thập phương lên làm. Chúng ta không có nhiều tiền, tôi khác những người giàu là tôi phải làm bằng tay chân. Người giàu người ta đi thuê để mà làm, nhưng tôi khác với người giàu là tôi phải làm bằng tay chân. Đấy là tôi chỉ muốn trình bày lại thôi. Và tất cả những anh em chúng tôi đang có tồn tại đây đều là làm bằng mồ hôi nước mắt và tay chân hết. Các bạn có thể xem ấy, những anh em ở đây rất là vất vả, ngày và đêm đang phải lo từng tí một. Cũng cảm ơn các anh, cảm ơn mọi người, cảm ơn xa gần bà con đã công đức. Cũng là cái tâm nguyện của mình để mà hướng về cái thiện. Thực sự là lúc này mình cũng không nói thêm cái gì hơn nữa, chỉ gọi là vượt qua những lúc kỳ hạn khó khăn nhất trong cuộc đời này, nghịch cảnh. Những cái này là để đời, đời đời kiếp kiếp sau này con cháu chúng ta nó còn phải nhắc lại những gì chúng ta đang làm. Nên cái việc mà xây đình, tô tượng, đúc chương gấp vạn lần những cái việc khác mình làm. Nên là tại sao mà chúng ta lên làm phước, làm đức nó đúng chỗ. Cái việc công đức chúng ta có thể bỏ ra một khoản tiền, đối với các bạn nghĩ nó là khó khăn, nhưng đến lúc khi các bạn hoạn nạn thì các bạn mới thấy rằng cái đó là không bao giờ phải lăn tăn và suy nghĩ. Vì tại sao tôi lại không bao giờ tiếc tiền về việc những việc tôi đang làm. Dù là tôi bán hết nhà cửa, đẩy cho gia đình nhà tôi phải đứng ngoài đường, vợ con tôi phải lang thang, bởi vì không có nhà vẫn phải đi thuê nhà, vẫn phải lưu bạt. Mà tại sao tôi có những cơ sở to và lớn như thế này mà dành cho tất cả mọi người. Việc đưa một ngôi cây to về đây nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là nó là trung tâm năng lượng của phủ sẽ được tồn động lại những nguồn cây này. Ông lớn về giao nhiệm vụ cho là phải trồng hai cây cổ thụ hàng trăm năm. Tôi đã làm được cái việc đấy. Thứ nhất là một cây ông cây, còn một ông cây nữa. Hoàn cảnh thì thực sự lúc này nếu như mà ông trời thương nó đưa hai cây về là điều tốt, còn mà không được như mong muốn thì cũng phải đành chịu. Cũng không biết nói thêm điều gì nữa cả, đành chịu. Và cũng chỉ rất là mong muốn làm sao mọi việc ông trời run rồi cho phủ, để phủ qua được những lúc kiếp nạn này. Lúc này phủ khổ lắm, không hề sung sướng một cái gì. Rồi cũng chả biết là nói thêm cái điều gì nữa cả, chỉ gọi là cố gắng mà phải vượt qua. Trong đó các anh, các em, các bà con của phủ hàng ngày cũng chăn đóp người xa, người gần, người nước trong, nước ngoài. Người thì 500, người thì 1 triệu, người thì 5 triệu, 10 triệu dồn cho phủ. Không phải là bản thân cho đây là mọi, cho bản thân tôi, mà cái này là cho rất nhiều người sau này được ở nhờ. Ở đây là những nơi ở cho những nhiều cháu bé mồ côi. Sao thế? Để anh xem thế cho nào. Để anh xem thế. Tản ra Thành ơi, tản ra nguy hiểm lắm. Anh em xem rất là vất vả. Tất cả những cái này đều dành tặng cho bà con sau này. Người ở sau này là những người già, trẻ con, mồ côi, những người không nhà, không cửa, những người vỡ lọ, những người lang thang, những người không còn nơi nương tựa.
họ được ở những nơi như này. Tôi nói thật với các bạn, những điều này mà tôi cảm thấy nó vui lòng lắm, nó rất là vui lòng luôn. Lạy Chúa Bà Anh Linh. Ok, chuẩn đây. Một tí nữa. Đẹp tuyệt vời. Cảm ơn chị Hiếu. Chị là đại diện cho những người nước ngoài đã giúp Phủ rất là nhiều chuyện. Cảm ơn các anh em đang xem còn live stream của Phủ, đã đại diện cho những người yêu nước, đại diện cho những người nghĩ được cho Tổ quốc, đại diện được cho rất nhiều thứ mà nhiều người khác không làm được. Bỏ miếng bê tông ra. Cảm ơn chị Hiếu rất là nhiều. Sau này tất cả những bảng vàng công đức em sẽ ghi rõ đủ tên tuổi của từng người một. Dù người có góp 1.000, dù những người góp 10.000, dù những người góp nhiều nghìn, cũng phải ghi hết vào trong sổ sách công đức Tam Bảo. Em sẽ làm một việc đặc biệt giả ơn những người đã công đức cho Phủ để có được ngày hôm nay. Mà em chỉ nói một câu là em hứa một điều là em sẽ ghi bằng một văn miếu, ghi vào một viên bia đá, khắc một bia đá để vào giữa hai cây này, chôn dưới hai cây này. Sẽ cố gắng làm cái điều đấy, để vào viên đá. Và trong viên đá đấy 400 năm sau, người con cháu em sẽ đào cái cây lên, vì cây này nó sẽ chết 400 năm sau. Và sau đó là sẽ trồng cây mới. Trong quá trình trồng, khi nhấc cây lên là sẽ có bia đá đó. Và trong bia đá đó là sẽ ghi đầy đủ tên của những người mà công đức. Em rất ghi nhận bởi vì em rất là quý các anh chị xa gần, những người yêu thương Phủ mà còn xem live stream. Mọi người chia sẻ ra một chút để cho nhiều người biết đến Phủ, để mọi người có những mạnh thường quân giúp đỡ Phủ trong thời gian khó khăn này. Em cũng chỉ ước nguyện là thực sự lúc này cố gắng làm sao mà có tầm 500 triệu cho đến tầm 2 tỷ để mà có khoản tiền đấy để xây dựng nhà cho bà con. Ao ước em lúc này là chỉ cần 500 triệu. Một là 500 triệu. Hai là 2 tỷ. 2 tỷ nữa thì cố gắng là sẽ hoàn thiện được nhà cho bà con. Còn năm sau là tính tiếp. Còn trong năm nay công việc kinh doanh của em gần như là đình chỉ hết. Không làm được cái gì hơn nữa. Đình chỉ hết vì công việc em không làm gì hơn được nữa. Rất là khó khăn. Thực sự luôn là rất khó khăn. Ok rồi, báo rồi. Anh em biết mà. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp long lanh. Em cảm ơn tất cả cộng đồng của Facebook, của YouTube và những kênh truyền thông của Phủ Long Đức đã ra chia sẻ trong các hội nhóm. Và những gì mình làm nó đều là một cái tâm đức của bà con thôi. Các bạn đi làm việc thiện được đến đâu thì tớ làm việc thiện như các bạn thôi. Tớ hơn các bạn một việc, đó là tớ đi trước các bạn thôi. Còn các bạn đi sau thì các bạn cũng sẽ hơn tôi. Bởi vì người đi trước không bao giờ hoàn thiện bằng người đi sau được. Nên là người thắng cuộc ở đây là chính là các bạn. Người luôn luôn thua cuộc là chính là tôi thôi, các bạn ạ. Nên là không có gì chúng ta phải ngại cả. Đó là chiếc thuyền đẹp nhất Việt Nam đã được thành khung, thành hình. Các bạn đã xem đấy. Đẹp nhất cái đất nước Việt Nam này. Và đang cố gắng làm. Cái tâm mình có sao mình làm vậy. Bởi vì những cái việc mà em đang ghi nhận và những cái việc mà em đang rất là cảm ơn mọi người trong cái khoảng cảnh như này, mọi người đã giúp đỡ Phủ. Tuy là một đồng tiền nó không đủ để làm lên một cái lớn, nhưng nếu như sức mà đồng kết của tất cả cộng đồng dồn vào để giúp đỡ Phủ trong những ngày này thì Phủ sẽ vượt qua, dù chỉ là một
nghìn nhỏ. Nhưng nếu như chung tay góp sức hàng nhiều người cộng vào là sẽ hoàn thiện được. Vì cái nơi này là nơi cho ở rất nhiều người sau này, chứ không phải là ở cho một cá nhân nào cả. Thì cũng rất là mong muốn làm sao mọi việc nó tốt đẹp đến với phủ, tốt đẹp đến với bà con, tốt đẹp đến tất cả mọi người. Và cũng chỉ xin thêm một việc cuối cùng nữa là xin ân trên, tức là xin ông trời, xin ông lớn, xin cha mẹ, xin các ngài, xin các cụ linh thiêng phù hộ độ trì cho phủ được bình an và có kinh phí. Và mình cũng sẵn sàng làm tất cả những gì có tiền để dành tặng cho bà con nơi ăn chốn ở sau này. Bởi vì nơi này sẽ là sức chứa 200 người để cho các trẻ con mồ côi này, người già này, người không nhà cửa này, những người vô gia cư này, và những người bệnh tật ốm đau này, những người ung thư này, những người nghiện này, những người điên này, những người lang thang lang bạt kỳ hồ này, những người vỡ lọ này, những người mà người ta có cuộc sống éo le, hoàn cảnh không thể ở nhà được, thì họ có thể đến đây ở được. Mình cũng chỉ mong muốn là sau cái chuyện này, khi mình làm xong, nhà nước ghi nhận những gì mình làm, và nhà nước ghi nhận những gì mình đang có. Mình làm ở đây, mình đã nói với các bạn một điều này, nhiều người rất ích kỷ tính lắm, nói là đang xây nhà cho thằng Đức. Tôi có ở đây được một ngày nào đâu. Tôi không ở, tôi bán hết nhà cửa, dồn vào đây 9 tỷ rưỡi. Số tiền không phải là nhỏ. Số tiền công đức của bà con mọi người cũng không nổi được 300 triệu đâu. Đấy, còn những khoản tiền nào tôi vay để tôi làm, đó là những tiền mà tôi phải trả. Còn những cái tiền mà tôi đã cầm được, cái đồng tiền công đức của mọi người không nổi đến 300 triệu đâu. Không nổi 300 triệu đâu, đây có Phật Thánh các ngài, không nói dối, không nói sai. Trong đó có những khoản tiền mà tôi phải đang vay và lọ già. Đấy, gia đình tôi vay có 300 triệu. Tôi đang vay 300 triệu. Còn với anh em ngoài xã hội là tôi vay đến thời điểm này nó là hơn 400 triệu. Tất nhiên anh em quý tôi, giúp đỡ tôi, gần như là giúp tôi trong lúc hoạn nạn này, là tôi cảm ơn. Và cái điều này tôi sẽ không quên, và tôi sẽ giả ơn. Đời này ai giúp tôi được cái gì tôi sẽ nhớ ơn mãi mãi. Ai giúp tôi đang nỡ cơ hàn như này, tôi sẽ nhớ ơn và đền ơn lại và giả nghĩa lại. Tôi không phải là cái kẻ để mà nói xong để đấy. Thì các bạn biết những gì tôi đã thực hành. Thực hành là đây ạ. Thực hành là lời hứa là nói đi đôi việc làm ngay. Làm ngay vào thực tế. Rất cảm ơn. Ôi! Ôi! Lùi! Vơ vơ vả các bạn. Cố gắng. Ông trời sẽ thương phủ. Ông trời sẽ thương bà con. Ông trời sẽ thương tất cả những gì những con dân của phủ Long Đức đang ngày đêm để làm những việc mà để đời. Tôi cũng mong muốn làm sao được ông trời thương cứu phủ lúc này. Giá như mà có một mạnh thường quân nào giúp đỡ cho tôi được, cho tôi mượn được, hay cho tôi vay được tầm 500 triệu đến 2 tỷ, thì công trình này từ giờ đến cuối năm tôi sẽ hoàn thiện. Tầm tháng 10 này đến tháng 4 năm sau, một là tháng 10 đến tháng 4 năm sau là tôi sẽ hoàn tiền lại. Bởi vì tôi chỉ cần thời gian như thế là đủ tiền rồi. Tôi chỉ cần thời gian như thế là tôi đủ để làm kinh tế. Bởi vì ông không cho tôi làm kinh tế. Chứ nếu như ông cho tôi làm kinh tế, chỉ cần 1 giờ là đủ tiền để xây cái này. Nơi này chỉ cần 1 giờ thôi. Các bạn biết cái môi trường nghề nghiệp của tôi nó rất là phức tạp. Chỉ cần 1 giờ thôi, chỉ cần một cái gật đầu của ông thôi. Ông nhắm mắt, ông cho tôi làm kinh tế. Chỉ cần 1 giờ thôi, tôi lấy đủ 5 tỷ về, tôi xây lập tức ngay. Không cần nói nhiều. Chỉ cần 1 giờ ông cho. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng ông dạy tôi rất nghiêm. Không cho phép tôi làm những cái việc mà công việc của tôi. Ông có nói với tôi là con có dám hy sinh thân mình để làm bằng được cái nơi này cho ta không? Nơi đây sẽ là nơi tụ hội nhân tài đất kiệt. Những người tuấn kiệt đã được sinh ra, và những tri thức và những người tài năng sau này phục vụ cho đất nước, nó sẽ được sinh ra từ nơi đây. Mảnh đất đây, mảnh đất linh thiêng, trên là thiên, dưới là địa, có lòng nhân trung đức sinh ra những nhân tài sau này tuấn kiệt phục vụ cho đất nước Việt Nam mình. Nhân tài nó sẽ sinh ra từ mảnh đất nơi đây. Nếu như con làm đất địa linh nhân kiệt nơi đây thì sẽ tụ họp được tất cả những người tài sau này về nước Việt Nam
và sẽ tồn tại. Ôi, không được, không được. Thành ơi, Thành, Thành ơi, Thành, mẹ, Thành ơi, Thành, không để như thế ở đâu, giữ nguyên đấy. Bầu bầu cầu thứ hành giữ nguyên đấy. Bây giờ không chống kiểu này, chống kiểu này nó không chịu đâu. Bọc vải vào cái đầu đấy hắn chống, bọc vải vào cái đầu đấy hắn chống. Bầu cầu thứ hành từ từ. Gì? Em ơi, mất nhiều tiền lắm. Sao nó nghiêng nhảy ơi? Rất là khó khăn vì cây này nó to, quánh ở trong một chùa ra đâm ra rất là khó khăn. Hơi bị nghiêng ra đúng không chị? Chưa phải kéo lên, kéo cái ô tô ra đã. Vất vả quá, thật sự vất vả. Anh bảo này, lấy cái rẻ quấn vào cái đầu đấy, cắm vào cây. Đẹp này chị nhỉ, những cây đẹp thật. Cây này mà lên thì nó khủng khiếp lắm. Tầm đây đêm rồi chị ạ. Mà em nói thật, mai chính quyền đó, là nó nhìn cây này mà nó gây khó khăn, nó bắt phải nhổ ra thì cũng khốn khổ. Mà nó bảo đẻ nguyên ấy thì cũng còn yên thân được. Em nói chị biết, cá nhân đây người ta không sợ đèn chùa nhưng mà chứ còn nếu như mà thực sự mà nó, mà chúng nó mà con người hiểu biết, chúng nó đừng dây vào nghiệp chướng để lại cho con cái sau này nhục lắm. Điên điên dại dại đẻ ra con quái thai gì dạ, đều nó do những chướng chúng nó tạo ra thôi. Tại sao đời cha ăn mặn đời con khát nước, bao thằng đập đèn đập chùa rồi. Cái lịch sử người Việt Nam để lại một cái thời gian nhỉ, mày bao nhiêu người nhỉ, mày điên điên dại dại cán bộ bám bổ chửi bới nói chuyện những chuyện là thần thánh là không có thật. Đâm ra là nhiều người người ta không sợ. Chị gái lúc biết
Đây là những cây này nó to như này. Thực sự là vất vả quần những cây này. Để được cái làn mà nó cứng như này chị biết rồi em mất bao nhiêu tiền. Bây giờ là mai lấy lông đen quấn vào cái đầu cây đúng không chị? Ok. Xong rồi lấy chân bông quấn vào cây xong rồi tưới nước vào. Xong chưa chị? Máy xúc máy. Ok, nhưng đẹp rồi. Đẹp rồi chưa? Có đang làm. Anh Sinh anh đang làm. Em đang chống bằng ấy mà. Chống bằng ống tiếp. Mai trời nắng to phát là ngon chị nhỉ. Nắng to về nó rút nước. Nhưng mà mai bọn em phải đào cái mặt trên này phủ kín bạt để nước nó không ngấm vào. Khi bạt ở trên này nó rơi vào đây bạt phát là nó dốc ra ngoài. Nó tránh cái cây ra. Thì tự dưng là nó êm. Lấy chân bông là đắp vào xung quanh cây. Để xong bắt đầu là bao nhiêu lâu nữa nhỉ chị nhỉ? Cái duyên ấy. Lùi ra em. Lùi ra ra. Nắm duyên nắm phước lắm chị ạ. Đồn nữa đây. Nhưng cây đẹp. Cây thế nó đẹp lắm các bạn ạ. Cây thế nó đẹp. Phải là tôi chết cha rồi. Lấy xe máy ra. Đâu rồi? Lấy xe máy mà mất rồi. Cái gì vậy? Anh Hàn giá đỡ chống mai em qua hướng dẫn anh em làm ok. Cảm ơn nhá. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thực sự lúc này mà anh em bà con. Nó sao? Đóng cửa vào, cháu đi chơi tí rồi tí đóng.
thả ra đi vẽ lôi bảo anh bảo thằng ấy nó thả ra. Ôi công ơi, đi vẽ thả ra, thả cho đi chơi phủ tí tí cho là sao. Đây ngoan lắm. Treo ra ngoài được. Cái đó cho nó chơi đi. Xích cho cả ngày bận mấy ngày nay không thả. Công đức vô lượng lắm các bạn ạ. Đấy là cái duyên đấy. Giờ ra thắp hương ông, là xin ông, là lạy ông, là công trình của ông bây giờ là đã xong. Toàn bộ cây của ông mà được một cây đầu tiên là của ông đã được hoàn thiện. Lạy ông, quyền ông, phép ông, anh Ninh, là ông cho được là đã được như mong muốn. Và cũng ơn ông là ông thương cho cây, cho cối nó được thành hình, thành khối. Mai hàn cái răng sắt vào hình tròn, răng nó vào nó mới chịu. Đóng cái sai cái chây kêu vào, và đóng thêm mấy cái cọc nữa, tầm 5-6 cái cọc nữa. Bởi vì dạ. Dạ. Đẹp rồi. Mai là không mưa nữa là đẹp đấy chị nhỉ. Mai lắng rồi lên phủ cây vào. Sáng mai dậy sớm lên bịt hết cái đầu cây vào. Dạ. Có yên tâm. Bình ơi, cho chống bên này nữa. Cho thêm 3-4 cây nữa cho chắc đi. Nhà mình có thiếu gì sắt đâu mà. Ok, em sẽ có, mai em sẽ hàn một cái đai. Với cái đai thì bọn em đơn giản mà. Hàn một cái đai với bọn em đơn giản. Này, chị gái này. Chị có duyên thì sao ấy nhở? Chị ạ, tự dưng được ông run rủi về hay sao ấy? Đấy, không gọi điện mà em đang cần một thợ về cây. Đang không chuẩn lắm đâu ấy. Đấy. Cứ biết đâu ấy, đấy. Ông nghĩ thế là ok rồi. Tự ông kéo về đấy. Tự dưng ông kéo chị về đấy. Chị ạ, bây giờ đẹp thẳng tắp nhở. Ừ. Cây này là đẹp. Cây này là đẹp. Không chê nữa rồi. Từ khi ở cái mảnh đất mới này, chưa một ngày nào em có một nụ cười. Mà bắt đầu là trong tối nay là em có nụ cười. Thứ nhất là có hai việc lớn. Là cây của ông là xong. Xong cây. Và việc thứ hai nữa là cây của ông là xong cây. Cứ để mấy cầu ấy, chống hết cả bốn bên đi. Chống nhiều chỗ vào. Chống nhiều vào. Việc thứ hai là bờ kè chị ạ. Cứ chống càng nhiều càng tốt, là nhà mình làm ra mà. Nên là cũng ơn trời là Phật Thánh độ cho là có hai nụ cười. Nụ cười thứ nhất là rước được ông cây về, tâm niệm không còn điều gì chê trách. Và không còn gì chê. Đấy, việc thứ hai nữa là Phật Thánh các ngài độ cho phù. Cũng không thêm điều gì hơn. Các bạn nhìn chiến thuyền của ông đã là xong xuôi. Cũng đã được thực sự là ghê gớm luôn đấy.
ngày mai là chiến thuyền này thì là cũng là sẽ để lại đời ấy. Đời màu đỏ ở đâu mà đời màu xanh ấy các bạn ạ. Tất cả các anh lớn ở phủ, tất cả các anh lớn ở phủ là thức đêm chỉ vì ông lớn, là làm hết mình với ông lớn, nhất cái tâm, nhất cái tâm Phật, nhất cái tâm Thánh. Ôi ôi anh Giai ơi, Giai nhìn thế này xử lý ngay, anh em đã bảo rồi không nghe. Cái chân lồng anh nhìn cái bên này, anh đứng thế này này, ôi ôi dán xong méo mẹo này, vứt đi hết rồi. Anh nhìn chưa, anh nhìn đầu chưa, nó méo lệch như này. Một bên rộng đến tầm này, một bên thì một lửa đây này. Anh ra sao này, anh ra đứng nhìn này, méo lệch lung tung beng, bẩu có nghe đâu. Nhìn chưa, bên này anh sang bên này chưa, nhìn này, anh nhìn bên này chưa. Đấy, không được cái chứ, nó méo lệch ra sao được. Mình không lấy cái từ được rồi đó, sát ra được. Mình làm trước nó phải cứ này, nó vẫn cân được. Bây giờ nó lệch nhau hoàn toàn, không phải loe đầu đấy đâu, không phải loe đâu, thuyền nó chuẩn đấy, không loe đâu. Mình đang méo này, méo anh nhìn này, anh nhìn đứng thẳng đây nhìn méo chưa, anh nhìn thẳng đây méo chưa, đầu ấy không phải móp mà nó méo. Của anh đang nghiêng hết một bên này, bây giờ là phải xử lý lại đi, kéo giật lôi nó ra, gõ cái này này, anh gõ cái này lôi nó rộng chân này ra. Bây giờ đơn giản nhất là anh nhìn này, anh nhìn này, như thế này này, anh nhìn chưa, anh rôi lên đây hẳn 3 phân cơ mà. Đo hai cạnh hông này, cái mép này do đặt sai chứ không phải nó méo. Đã nghĩa cái mép này nó phải đặt ở ngoài này, đặt ở ngoài này, thì anh lại đặt ở trong. Nó rời ra một mảng dài rộng này, nhìn kinh lắm, không ngửi đâu. Cố gắng xử lý nhanh. Không làm được thì mình phải làm khuôn ngay từ đầu, bây giờ méo lắm rồi. Méo này bây giờ đắp cái gì để lại được, đắp vào mắt. Lúc đầu nếu như mà để em làm không bao giờ có hiện tượng này đâu. Nhưng bây giờ mình phải xử lý đi, cố gắng làm sao chấp. Thôi cái này mai phải chấp lại rồi, thôi cứ dán đáy hết đi. Cái này, thực ra cái này nó có giá trị đâu. Bây giờ mai mình bắn cái bìa vào đây nữa thì cái này nó có giá trị đâu, phủ lên có giá trị gì. Mình bắn một cái bìa cứng mà. Bây giờ anh hiểu không? Mai cái bìa cứng, bắn bìa mà tay em làm chứ anh sao nhỉ? Em tay làm bắn bìa, bắn cái bìa. Em nói thật với anh này, tay giấy vẫn còn nguyên cái giấy trắng kia, em cắt từng mẩu em bắn ghim vào, em bắn ghim vào. Đấy là bắn ở... anh cứ nghe nhá, là tay em là người trực, tay em làm bắn thẳng đây này, tất cả là anh nghe nhá, là dán bằng bìa cứng, bắn trực tiếp ghim vào tất cả những cái này để nó giữ. Anh tay em làm mà. Video vẫn còn nguyên, nếu như anh cần em cho anh xem video. Ở đây nữa là phải dán bằng, không có giấy nào hết mà cái giấy trắng ấy anh à. Anh ốp nó thẳng vào thì nó mới phẳng lừ, anh hiểu không? Khổ thật. Em nói chứ, tay em người làm mà video còn cơ mà. Em là người chế tác đó mà. Bây giờ là phải xử lý cái góc này đi. Hai góc này là không được. Một cái dài 3 phân, cái dài 4 phân, cái này là không được này. Bây giờ mình là phải khắc chế lại, khẩn trương cái này. Không khắc chế là dở hơi lắm. Nhìn này, anh nhìn chưa? Tàu nó lệch hẳn một bên, lệch một trời vực luôn. Anh nhìn chưa? Đúng không? Méo này, cái này nó co đít này. Bây giờ cái xử lý không khó đâu anh Tú ạ. Cặp thêm đúng không? Táp thêm ở đây thôi nhá. Anh cứ để nguyên nó, mình táp thêm. Táp đừng lôi, để nguyên anh ạ. Anh ạ. Mình còn lôi. Được mà. Tức là nhá, mình bằng giấy bìa. Mai mình bắn bằng giấy bìa này vào.
bắn vào súng bắn ghim, bắn thẳng vào tre. Anh có hiểu ý em nói không? Đấy, thì nó xử lý thôi, nhưng mà vẫn phải có khung trong, không khung trong không chịu được. Bắn bìa không mà không khung trong thì nó ọp ép lắm. Cái này xô cũng không, anh lôi thoải mái cũng không bao giờ vào được. Anh hiểu ý em nói, bởi vì đây này, cái góc này này nó lôi gồng nhau hết rồi. Bây giờ dán nhưng mà không khung, anh có nghe kịp không? Cái này là nếu như không có tông lền ở trong, cái này mai nó cực yếu, mà muốn để cái tông lền nó cứng là phải bắn một cái lớp giấy trắng thì anh mới dán cái này vào thì lên thì nó mới chuẩn. Em nói anh dai là anh phải nghe, là thứ nhất là cái thuyền này là em là người chuyên làm, anh nghe vào tai đã, em nói cho anh nghe cái gì nó phải hiểu. Bản thân là anh dán cái giấy này, anh dán bao nhiêu cho nó đủ, đưa cái bìa là cái bìa này này. Anh nói bây giờ anh cứ ngang, em là người làm video em còn nguyên, em là chế tác đó. Đây này, anh có nhớ không cái này này, đem là lúc em nói này, bắn cái này, cho cái bìa này vào, cắt nó mới cứng, để cho nó không tốn giấy, anh hiểu không? Bắn bằng súng bắn ghim vào, xong bắt đầu là mình mới quét cái giấy trắng này, mình phủ lên, mình hồ lên. Anh có nhớ là trước cắt bằng bìa này không? Bắn ghim. Anh, thôi, em không cãi nhau, đâu đầu á. Cái gì em làm em rất nhớ, bởi vì còn nguyên video cơ mà, tí nữa cho anh xem video. Anh cứ cãi nhau tí cho anh xem video là anh sẽ tự thợ anh nhớ. Bởi vì cái này này, cái này này, em là em nói anh dai này, em là thằng chuyên làm cái đầu lân sư tử. Nó thứ nhất là cái bìa này mà anh dán như này nhớ, anh dán cực kỳ tốn mà không bao giờ cứng được. Nếu như không có một cái bìa cứng lót ở mặt trước, mặt trong của nó làm cứng mặt lên ngoài, thì anh dán bất cứ một cái loại giấy này vào không bao giờ là nó cứng được. Còn cơ mà, em đã bảo rồi, em làm cái đồ đầu lân sư tử ngôi sao là em làm nhiều năm nay rồi, em rất giỏi món này. Anh nghe vào tai nhá, anh nghe là nó phải bắn một lớp lèn. Anh có hiểu lớp lèn không? Lớp lèn này, cái này không bao giờ đâu, cái này này anh này, mai nó khô nhá, anh nghe này, mai nó khô nhá, cái này nó nhăn nheo, nó không phẳng được. Anh có hiểu không? Mai nó nhăn nheo nhá, cái này nhá, khi nó khô nhá thì nó rất nhăn nheo, nó rúm. Anh có hiểu ý em nói không? Bây giờ nó teo lại, cái làm cái này lãng phí. Cái này á, là phải bắn một cái bìa đây này, nó phẳng cả lên, bắn ghim vào, xong bắt đầu mới lấy giấy này dán nó vào để nó thành khuôn. Em còn tí em tìm lại cho anh xem video con cơ mà. Bản thân thiết kế là em làm những cái này em hiểu. Nghe nhá, em trình bày lại cho anh hiểu. Nếu như anh hiểu thì làm cực kỳ nhanh, mà nếu anh không hiểu anh làm này nhá, anh dán mỏi tay rất nhiều giấy và tốn giấy. Bởi vì cho cái giấy này này, anh hiểu không? Bắn ghim nó vào. Đấy là cái cốt lần. Đấy là cái cốt lần. Thế bây giờ em mà anh dán cái giấy này nhá, nó sẽ rúm như này, cực rúm luôn. Nhưng anh bắn bằng cái này vào thì nó có phẳng lừa không? Vì nó có cốt ở dưới, nó rất là phẳng. Cái gì nó đúng thì mình phải hiểu. Cái mép này thì bắn bằng giấy. Cái mép này là bắn bằng giấy. Nhưng tất cả đáy là khi ấy là em bắn bằng bìa cốt cho anh. Em bắn bằng bìa cốt cho anh, xong bắt đầu anh mới dán cái giấy lên. Chứ bây giờ mà mình dán giấy không, cái này không biết bao nhiêu giấy cho đủ. Khổ thế nhở. Cái này là em cắt bìa. Anh nghe tai này. Cái này là em cắt bằng bìa cắt tông. Anh nghe nhớ, cái này em cắt bằng bìa cắt tông. Cái này là tay em cắt bằng bìa cắt tông. Em phát lên. Nhưng cái lèn này anh phải hiểu, anh chưa làm mã anh không hiểu được, nó không có cốt lèn. Bây giờ không cốt lèn anh nó rúm, anh nhìn ấy, trước em làm ấy nó có lùm bùm ngày đâu, mai nó khô nhớ, nó nhăn nhó, nó rúm cực kỳ luôn. Bởi vì thứ nhất là anh hiểu này, cái giấy này em mua còn nguyên mà, cái giấy em mua 20 tờ mà bây giờ nó còn
nó còn có 7-8 tờ. Đây anh nhìn chưa? Nếu anh làm anh bắn cái này vừa đỡ tốn giấy, xử lý nó rất là nhanh, đúng không? Ủa anh không được thì chưa được ấy. Tay em là người em bắn khuôn, tay em người thiết kế, em nhớ nó từng tí một. Khổ. Anh phải hiểu vấn đề là phải có cốt thì nó mới phẳng, nó mới không bị méo, nó không bị bùng như này, anh có hiểu không? Anh phải có cái cốt cứng như bây giờ. Mai anh nhớ, khô, anh dán đè lên nữa, anh dán hàng nghìn lần nữa không bao giờ nó phẳng được. Nếu như nó không có cốt ở dưới nó cứng như này. Khổ, nói chuyện thật sự với anh, em nói thật với anh Giai là anh phải hiểu là cái đồ này là đồ em làm, mà em là thằng cực giỏi với đầu lân với sư tử, nên em làm cái gì em phải biết. Bây giờ nhá, em đã làm chứng minh cho anh ngay là nó thay đổi ngay này. Anh cầm xuống băng kim đây, trong kia. Em ốp cho anh một phát, em cắt cho anh phát, xong anh dán lên cực kỳ nhanh. Anh cầm đi. Cầm em nhá. Cái này là anh dán mà là thành dở, bởi vì thứ nhất anh này nó làm gì, nó cải thiện gì đâu. Cái bây giờ ví dụ như anh cần phẳng này nhá. Anh cứ làm này. Tắt một bảo ra, táp vào đây. Lấy kim bắn vào. Bắn cốt lèn trước. Bắn cốt lèn trước xong thì anh dán giấy vào. Cái này anh dán cả cái to vào, anh dán cái này nó ăn đâu thì nó có phẳng đâu để mà dán. Anh có hiểu không? Nó không có mặt phẳng thì làm sao ăn nó che được. Chỉ có xuống cái kim thôi, anh biết rồi. Bây giờ như kiểu đố, ngày mai em đố anh làm cho nó phẳng được như thế nào. Mai cái này nó giấm nước, nó rất mềm, nó phẳng ra, nó đúng gió cái củ luôn. Để mà làm phẳng được cực kỳ khó. Anh cứ làm cho cách của anh, mai anh sẽ xử lý được không? Anh cứ làm cho cách của anh, mai anh sẽ xử lý được không? Cứ để như này, mai anh cứ làm cách của anh, mai anh sẽ xử lý được. Vì cái bản thân cái này, riêng cái cốt này này là mình có là bởi vì em mua 20 tờ này. Anh hiểu không? Em làm là nó chỉ còn tầm 6-7 tờ. Cái tờ này này, cái này mà anh đòi làm cái này rồi anh bắn cái này, anh bắn cái gì? Em là tay là người em bắn súng bắn đinh, em cầm súng bắn đinh từ đầu đến đít, và sau đó là bắt đầu đến phần dán này em mới bỏ. Anh tâm là thôi, vấn đề bây giờ như này này, quan điểm của em là ai cách nào làm nhanh được cứ làm. Em không đi sâu về cái này, em chỉ có cách để anh em làm cho nó nhanh. Còn nếu như để mà dán này nhé, để mai nhé mà dán cả ngày mai không bao giờ cứng được. Khi đầu em vỗ anh cũng đủ, còn đi vỗ ở đây á. Vỗ cứng ở cái này. Vỗ cứng ở cái này. Vỗ không thủng mà nó lại thẳng lì. Bởi vì nó có một cái tông. Nó có một cái tông cứng ở cái này. Cái giấy kia nhá, anh càng dấm nước vào, nó càng nhúm, nó càng dúm lại. Khi nó khô là nó dúm. Nó không phẳng được. Anh cứ làm thôi, em cứ làm. Cái này là cái khuôn. Mai bác cứ làm, mọi người cứ làm. Cháu cần việc gì cháu làm thôi. Cháu chỉ cho mọi người cách làm nhanh nhất để mọi người tiết kiệm thời gian. Còn nếu như mà làm như kia nhá, từ giờ đến ngày mai không xong được, bởi lý do thứ nhất là tốn kém nguyên vật liệu. Nếu như hai cháu đưa cái khuôn này căng ở cái đây, bắn đi nó đi lại, bắn đi nó đi lại, nếu nó cứng nó không nhả ra đấy, chỉ cần thò tay bên trong lấy cái dẫn đất ôm mạnh lên nó, tức là cái khuôn nó bám chặt vào. Cái thằng này thì nó không méo được, kẻ ngâm nước nó không méo được, như cái giấy này là không méo. Bác có hình đúng không? Nó không ăn nhỉ? Bác rán đi. Bác rán đi. Bác bảo ăn. Cho bác rán đi. Cho bác rán đi. Lại bác giỏi tiếp. Cho bác làm. Không vào được chứ. Cho bác làm chứ. Cháu không cãi nhau. Cháu không cãi nhau, cho bác làm. Ai làm được cứ cho làm. Cho bác làm. Không thể dính được. Chỉ có giấy mềm. Táp vào đây thì ăn.
còn thằng cứng này mà táp giấy mềm nó lột cả giấy mềm. Các có hiểu ý tôi nói không? Nguyên lý làm giấy mã này dán diều hay dán tường là mọi người phải hiểu được. Thứ nhất, muốn nó cứng ở một cái đầu lân nó không phải là nhiều giấy dán vào mà nó phải có cốt, cốt cặp, sau đó là nó có phải nứt lèn là chính là cái này. Bây giờ là muốn nó phẳng thì phải đưa một cái cốt lèn nó vào phẳng thì khi bắt dán nó mới phẳng. Chứ bây giờ nó dúng như này thì làm sao là phẳng nó được. Bây giờ như tôi đố bác ngày mai bác dán nó có phẳng lừ được. Đố tất cả mọi người ai mai dán nó phẳng lừ được. Với cái cốt như này thì ai phẳng phẳng lừ được. Không thể không bán, phải bán thì nó mới cứng được. Bởi vì như này nhá, đây là cho nói này, ngày mai tất cả những chỗ này nó sẽ xuống hết, tất cả cái này nó sẽ thấm sâu vào, lồi lõm như bánh đa, vì nó không có cốt, nó không co ngót, nó bám được như giấy chủ, thì nó tự động cái giấy này nó ướt, nó co ngót là nó sẽ rúm, khi rúm như này nhá, anh không thể sơn được cái gì, anh không thể dán được cái gì. Một cái chi tiết như này anh không thể nào thêm mà vẽ không vẽ ổn được. Nếu vẽ cực lâu đấy như nó phẳng làm gì rất là nhanh. Đây là đặc tố của nó, bởi vì cái này là em lại rất là chuyên vào món này. Vất vả lắm, mai phủ ấy thì bây giờ là máy hết pin rồi, cấp tốc bây giờ. Anh em vào ăn đêm đi. Công việc bây giờ là hết thời gian rồi, còn 2% nữa máy hết pin. Tránh trường hợp mà một số kênh của mình đang bị lừa đảo rất là nhiều, anh em lưu ý là tránh trường hợp mất tiền nhé. Bởi vì tránh đối tượng là phát các cái video để xin tiền, xin tiền cào ấy, là anh em lưu ý là số điện thoại của Phủ Hồng Đức là 0 37 4 375 9 9 9. Mình là chủ của Phú Đức. Tên tài khoản là Nguyễn Hoài Đức. Mã số tài khoản là 10700226 5853. Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng. Một số tài khoản duy nhất, không có số tài khoản thứ hai. Và tránh trường hợp lừa đảo là các kênh phát lại các video này nhằm xin tiền, xin tiền, xin thẻ cao. Thì anh em lưu ý một việc là gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại của Phủ. Và số tài khoản hiện giờ đi lừa bà con rất nhiều tiền là số điện tài khoản là Nguyễn Anh Đức Vietinbank. Lừa rất nhiều người tiền, kêu gọi công đức và cho tiền lô đề, bán số lô đề lừa đảo. Nên là xin lưu ý anh em là cái việc này phải tránh né, phải tránh né đỡ mất tiền, phải tránh né đỡ mất tiền. Bởi vì cái việc gì cần làm là nó phải làm. Thời điểm này nó rất là mất thời gian, nên là lưu ý là cái điều này tôi báo cho anh em. Bởi vì công việc là Phủ rất là gấp gáp. Bây giờ là sang ngày 26, sang ngày 26 tháng 7 năm 2020 lịch âm lịch nhá. Và hồi giờ bây giờ là 2 giờ 25 phút đêm rạng sáng ngày 26. Và nhớ lưu ý là tránh trường hợp lừa đảo ấy. Anh em bà con là gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại. Tiếp qua số điện thoại. Hùng ơi, Hùng ơi, Hùng, cây xe này bị lỗi rồi. Ok, ok, bạn cứ tư vấn cho tôi cái. Mình làm tốt mà. Thank you.
chào anh.